Thư Phan mến chào cô chú anh chị em. Thì bữa nay Thư Phan chiết cây thuốc dồi. Hiện tại là chỗ Thư Phan 8 giờ hơn rồi. Thư Phan đổi màn hình lại, tự nhiên nó quay vô mặt. Thì là cây thuốc dồi này nè, hôm qua hôm kia Tư Phan cắt cho nhỏ em cũng một mớ, thì giờ Tư Phan chiết nhánh nó để cho nó tách ra chậu để giữ giống. Cái này là sau mùa đông nó lên lại, lúc thời tiết tháng 4 thì nó chưa có lên nhiều, giờ nó mới được lên nhiều, bởi vậy tranh thủ chứ để mùa hè không có tưới được nhiều nó đi pháp nữa. Nó thích mát cho nên giờ Thư Phan làm chậu làm đất sẵn rồi cắt nó ghim vô. Tuy nhiên cái ngọn không có nhân giống được, cái anh chị em cái ngọn nó thì có thể cắt nấu nước mát, chỉ nhân giống nhân giống cái cọng thôi à. Thì đây Thư Phan làm đất nè, đất trên cái xe hôm bữa Thư Phan chừa lại nè, rồi bít mót, rồi phân một ít phân hột phân gà gì đó. Thư Phan để đây xong rồi Thư Phan sẽ vùi cái cọng nó xuống đó. Thì trước khi mà mình Thư Phan bỏ cây vô đó, thì Thư Phan sẽ bỏ đất vô phân nửa thôi, để khi mà mình bỏ cái nhánh cây xuống đó rồi mình phủ lên, chứ mình bỏ đầy quá là mình nhét lên nó bị cái cây nó nằm ở trên á, thì cái cơ hội sống của nó không có. Rồi bây giờ tôi phải đi cắt nhánh thuốc dồi đi. Cô chú anh chị em thấy không, nó dài dễ sợ luôn á. Thuốc dồi thì coi như là nếu mà gọi là cái gì, khó trồng cũng không phải là khó trồng, mà dễ trồng cũng không phải là dễ trồng. Tuy nhiên thì ở bên tách xịt của Thư Phan mà nó sống được là chết đi sống lại vào mùa đông á, thì cơ bản thì nó chịu lạnh, ok. Lạnh từ 28 độ thì ok. Thư Phan trồng nay cũng chắc 2 năm hơn. Thì sau cái mùa đông thì nó vẫn sống lại nha cô chú anh chị em. Thư Phan cắt giống như là cắt rau vậy đó. Cái lúc mà nó vừa hết lạnh á thì cũng không thấy nó đâu cô chú anh chị em. Thì sau khoảng một tháng á, thì nó mới lên, nó mới tốt, nhờ tưới rồi này kia. Chứ mà nó là thuộc dạng bò nha cô chú anh chị em. Tuy nó đứng vậy nè nhưng mà nó bò ngang đó, nó ngã xuống là nó bò ngang, cho nên là mình cứ tưởng là nó cây nhưng mà không phải, nó sẽ bò ngang. Cũng có thể nó giống như là cây lá cẩm, cái đặc tính của nó đó là nó bò ngang ngang rồi nó âm tùm á. Thư Phan cắt một mớ nè, vườn Thư Phan đang nắng, nếu mà quay ngược hướng ngược xuôi hướng nắng thì ok, mà ngược hướng nắng thì chó. Thư Phan trồng chỗ này cũng nắng lắm, tuy nhiên thì nó cũng ok, không đến nỗi, nó cũng sống được. Nó bò ngang nè cô chú anh chị em, khi mà nó bò xuống vậy thì nó ra rễ, nó sẽ ra rễ đây nè, nó bám xuống, cho nên là có chỗ nó bò là nó sẽ bò ngang qua, vừa đứng vừa bò luôn, nó vừa đứng lên trên vậy thì con của nó bò xung quanh. Thật sự là ở bên Mỹ này giờ không có thiếu cây gì của Việt Nam, mỗi một cây đều là cảm ơn những cái công sức của cô chú anh chị em đó mang từ Việt Nam qua,
trực tiếp hay gián tiếp để mình có được mình hưởng thì cũng cái đó cũng là điều đáng đáng cảm ơn, tại vì không phải ai cũng mang được, cũng mạo hiểm lắm cô chú anh chị em. Tư Phan bị phạt một lần, không phải phạt mà Tư Phan bị kiểm tra một lần, là Tư Phan chỉ mang hạt thôi đó, mà còn bị tịch thu hết luôn tại phi trường luôn đó. Cho nên giờ Tư Phan rất là sợ, không có dám mang hộp từ Việt Nam qua. Tuy nhiên Tư Phan thấy anh chị vẫn bán được ở bên Mỹ này, thì cái đường đi của những anh chị đó thì cũng rất là gian nan, cho nên là cái giá trị của cái hạt giống của quê hương mà mang được tới bên Mỹ này á thì không có nói được. Tại Tư Phan cũng từng bị rồi, thì chỉ có những cô chú anh chị em nào mê cây, thích cây, cùng chung cái sở thích thì mới hiểu được cái giống, hiểu được những cái giống cây mà mình đang trồng có bao nhiêu công sức của nhiều cô chú anh chị em mạo hiểm nó mới có được. Đó, đưa vàng cắt rồi nè, nhiều lắm. Rồi mình Thư Phan cắt xong thì mấy mốt này nó cũng lên lại chiếc cái nhánh ra, cỏ quá trời, nhìn Thư Phan giờ cỏ mình mong rồi. Giờ Thư Phan lấy Thư Phan bỏ vô, có thể Thư Phan sẽ cắt cái đọt bỏ hoặc là để đọt cũng tùy, để coi sao. Mà Thư Phan cũng lười nấu quá, tự gì Thư Phan mấy hôm nay hơi bị bận lắm luôn, cho nên không có thời gian nấu nước mát. Rồi bây giờ Tư Phan sẽ ghim nhánh của em này xuống trước, chắc một chậu Tư Phan làm mấy nhánh đi, nhà có điều kiện mà, 4 nhánh Tư Phan sẽ ghim kiểu này để cho rễ nó ngả ngang. Tư Phan nghĩ là nếu mà ghim thẳng đứng thì cái cơ hội cái rễ ở đây nó không có ra, nó ra từ những cái nách này nè, cho nên mình phải ghim kiểu này. Cái này là do Tư Phan nghĩ thôi, xong rồi Tư Phan sẽ lắp xuống, có thể mình để ngang để dọc, miễn sao cho cái cành của nó nằm ở dưới cái đất thì nó mới ra rễ từ đây. Một chậu Tư Phan sẽ cho 5 nhánh đi. Đây vậy nè, để Tư Phan làm qua hết một lọt thì Tư Phan mới lắp đất lại. Đây nè cô chú anh chị em, Tư Phan làm thì theo kiểu mình suy nghĩ, theo kiểu Tư Phan biết, và nhiều khi nếu mà Tư Phan ship đi á thì cũng hên xui, thì để khi nào mà Tư Phan nếu mà cô chú anh chị em nào đó mà có muốn trồng cây thuốc dồi đó thì sẽ liên hệ Tư Phan vào tháng 7 thì nó sẽ ra rễ hết, thì Tư Phan có thể ship được. Tại vì bây giờ Tư Phan không có ship được, cái này có thể cắt làm hai luôn nè, nhưng mà thôi Tư Phan để luôn. Nó dễ lắm cô chú anh chị em, không có khó đâu, Tư Phan trồng được là dễ hết á. Tại vì Tư Phan thấy vậy thôi chứ không có chăm nhiều đâu. Hy vọng thì đó, mỗi một cái chậu là 5 cây 6 cây. Khi mà cô chú anh chị em nào mà người nhà có bị phổi yếu, ngập xuyển gì đó thì nên trồng cái cây này để nấu nước mát uống. Nè, một nhánh có thể nó 4-5 mấy luôn. Tháng 7 tự vì Tư Phan sắp đi Việt Nam cho nên là Tư Phan nhân giống để cho nó ra rễ là vừa. Thì tới
thì Phan sẽ trở lại tháng 7. Thí dụ mà vui thì ở lại lâu hơn bên đó một chút, còn nhớ nhà nhớ vườn thì tôi Phan sẽ về sớm hơn, cho nên không có biết được lúc nào. Nhưng mà tôi Phan nghĩ lúc đó thì những em này nó ra rễ hết rồi, thì cô chú anh chị em cần thì nhắn lại tôi Phan. Tôi Phan bán vui thôi, nhiều khi bán để kiếm tiền mua đất mua phân, hoặc là làm một cái hoặc làm một cái gì đó. Nhưng mà tôi Phan không có muốn không có muốn nói, cho nên là đầu tháng 7 tôi chú anh chị em nào muốn trồng cây thuốc dồi thì nhắn lại tôi Phan nha. Nó có rễ rồi thì tôi Phan ship đi nó an toàn hơn. Năm trước tôi Phan không có biết, tự vì nghĩ là nó đơn giản nó dễ quá, cho nên là cắt nguyên nhánh dài, thiệt là dài luôn á. Nhưng mà cũng có cô chú anh chị em trồng được, sống được. Giờ là tôi Phan để cho nó ra rễ lùm lùm luôn. Tôi Phan cũng xe nhiều lắm rồi đó, tặng có, bán có, đủ kiểu hết. Nhưng mà lúc này thì nó lại tốt nè, lúc mới vừa hè, ủa mới vừa hết lạnh nó không có tốt. Thì bây giờ tôi Phan đã bỏ vô hết trong chậu được mười mấy chậu đó, tôi Phan cũng lười đếm hết rồi. Thì một chậu này 5-6 cây gì đó. Bây giờ tôi Phan bỏ đất với bít mót pha chung vô, phủ lên để đè nó lại. Đây đó, chỉ vậy thôi. Đất trên xe tôi Phan nè, tôi Phan để đây nè, thì hy vọng nó sống. Cứ thế mà làm, bỏ vô. Tôi Phan làm sao thì tôi Phan chia sẻ cô chú anh chị em y vậy, không có khác gì hết. Có cái đất á, mỗi người mỗi khác, bởi vì có cô chú mua đất khác, có cô chú xài phân khác. Tuy nhiên tôi Phan chỉ là phân gà, dài cái phân hột pha vô. Nhiều khi cái lười nhân giống, cho nên là làm không kịp, cái tới mùa đông cái nó giữ được con ít giống. Bình thường thì không có làm, không có nhân, cho nên là không có giống nhiều rồi để xe. Chỉ có là có nhánh thôi chứ không có chậu cây gì sẵn. Trừ khi tôi Phan có sự chuẩn bị thì tôi Phan bán thì tôi Phan mới ready sẵn. Chứ mà bình thường thì cô chú anh chị em nào cái muốn có thì chỉ có nhánh thôi, chứ tôi Phan không có nhân sẵn. Giờ làm sẵn nè. Đó, tôi Phan chỉ làm vậy thôi đó, kiểu vậy thôi. Thì tôi Phan chỉ quay cái cơ bản cho cô chú anh chị em, chắc cô chú anh chị em cũng hiểu. Tại vì nếu mà cô chú anh chị em nào mà thích làm vườn đó thì nhìn sơ cái là biết liền à. Tại vì trồng là phải có đam mê chứ, đi mua mà đem về tôi Phan không có thích. Tại vì tôi Phan thích là coi ngắm nó từ lúc mà nó nhỏ nó tới nó lớn lên á, thì mình mới thích, mình tắm tưới nó, mình thấy nó lớn mỗi ngày, biết nó làm sao sao, cần cái gì cũng cần cái gì. Chứ mà đi mua thì quá dễ phải không cô chú anh chị em. Ra ngoài nursery ở gần tôi Phan, nursery đầy á, Trời An nè, rồi ông Thái Lan, rồi Phe Ben. Nhà tôi Phan gần mấy cái sân nursery mà thiệt sự một năm tôi Phan chưa có lại nursery nó một lần nữa. Cái này đất cũ tôi Phan pha chung vô nè, tận dụng không có bỏ đất của chú anh chị, tôi Phan không có bỏ đất cũ đâu, lấy lại hết á, rồi pha với đất mới cũng ngon lành cành đào thôi. Tôi Phan thật sự rất là nhiều giống, nhưng mà tôi Phan không có nhân giống nhiều để ngắm vậy đã rồi cái giữ vậy thôi, chứ không có nhiều. Khi nào mà cần hoặc ai cần á thì tôi Phan mới làm, chứ không phải bán chuyên nghiệp, cho nên là
nhiều cô chú hỏi thì bất chợt Thu Phan không có. Thật lòng thì Thu Phan cũng muốn làm mở một cái nursery, nhưng mà có lòng không có sức của chú anh chị em, sợ kham không có nổi. Thu Phan cũng nói với chồng Thu Phan, trời em mê làm mà giờ không có ai phụ có mình Thu Phan. Chồng Thu Phan nói anh đâu có biết đâu phụ. Xong rồi, bây giờ tôi Phan đã chiết nhánh nhân giống cây thuốc dồi rồi nè cô chú anh chị em. Được 4, 6, 8, 12, 4, 16, 19 cái, 19. Rồi, tôi Phan sẽ tưới giờ để chỗ mát. Cô chú anh chị em lưu ý, mỗi một cái cây mà mình chiết nhánh hay là mình mới gieo, mới ương đó là cần phải chỗ mát. Chứ mà để chỗ nắng, nắng gắt là nó chết nha cô chú anh chị em. Đang còn dư vô đây nè, chắc bỏ vô cái bếp trồng chưa. Không biết nhiều quá không được, không ổn. Rồi giờ tôi phải tưới đẫm luôn, tưới cho nó ướt đẫm luôn rồi dời chỗ mát. Cái chậu này của chị, của người chị, cô Tiên khổ, cũng ghiền cây mua bông suốt ngày, đi chậu đem xuống nhà cho Thu Phan, tụi nghiệp chị ghê. Rồi Thu Phan xong rồi. Thu Phan nhổ hết cái đám rau đay này, rau đay đỏ ăn không có nhớt đó cô chú anh chị em, nhưng mà nó nhiều quá. Một cái cây của nó là lớn dã man lắm. Tôi Phan mới nhỏ được mấy cọng mới trực nhớ lại đi quay. Này nó rụng hộp nó lên chứ không phải tôi Phan trồng. Cho nên là tôi Phan cái này nếu mà ăn canh được là cắt nấu với rau dền ok nè, nhưng mà tôi Phan chưa có ăn. Tôi Phan nhổ hết đi rồi tính, để tôi Phan trồng cái mớ thuốc dồi này xuống nè, nó dư nhiều chậu quá. Rau đay này vô đây là một rừng đó của chú anh chị em, nó lên dã man lắm. Rau dền với rau đay là thôi kinh khủng lắm. Đất này đang trồng thuốc dồi, có mấy cọng rau má bứt luôn nè cô chú anh chị em thấy không, quá trời luôn. Rau dền là cải ngọt luôn. Xăm đất, trời ơi xăm đất vườn Thu Phan dã man. Đây rau dền cơm, nhưng mà cái loại li ti này nè nó không có ngon của chú, nó nhỏ xíu mà nó ra bông dữ lắm. Rồi lại thêm một phần đó là rau dền nó rất dễ bị sâu, nhất là dền cơm sâu dữ lắm. Trồng kiểu lười biếng thôi cho anh chị em, lấy cái xẻng xăng cây rồi để đất lên xong, không có cần làm gì nhiều đâu. Đến ngày đất cũ nữa rồi xong rồi đó cô chú anh chị em nè. Vậy đó, mai mốt Su Phan sẽ quay lại cho cô chú anh chị em coi cái bếp này, thấy coi nó ra sao nha.